Triệu Lệ Dĩnh tranh giành quyền nuôi con, Phùng Tiểu Phong trúng vào một góc khóc thầm. Mới đây, trang Sohu có bài viết tiết lộ loạt hình ảnh mới của Phùng Tiểu Phong thời gian gần đây. Những bức hình này khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng khi thấy ông xã Triệu Lệ Dĩnh kề rộc. Không chỉ vậy, dân tình còn xôn xao trước việc tài tử họ Phùng lộ loạt hành động lạ. Những hình ảnh mà paparazzi cung cấp vào sáng ngày hôm nay cho thấy Phùng Tiểu Phong lén lau nước mắt, sau đó anh một mình trốn vào góc ngồi buồn bã. Sau khi những tấm hình này được chia sẻ, trang Sohu có giải thích rõ hơn rằng đây là những hình ảnh được ghi lại trên phim trường. Khoảnh khắc anh lau nước mắt được netizen cho rằng lúc này Phùng Tiểu Phong đang nghe lời đạo diễn nói, rất có thể vì nhập tâm với kịch bản nên mới bộc lộ cảm xúc như vậy. Bên cạnh đó, phóng viên cũng đã chia sẻ thêm một vài bức ảnh khác của Phùng Tiểu Phong. Trở lại với công việc, nam diễn viên phần nào lấy được tinh thần sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Tuy nhiên, có một điều không khó để nhận ra, đó chính là việc chồng cũ Triệu Lệ Dĩnh xuống sắc quá nhanh, lộ vẻ tiều tụy và mệt mỏi. Trước đó, trong sự kiện họp báo phim Tâm Cư diễn ra hôm 13 tháng 6, Phùng Tiểu Phong xuất hiện với vẻ ngoài xuống sắc khiến truyền thông vô cùng quan tâm. Sau 2 tháng tuyên bố ly hôn với Triệu Lệ Dĩnh, đây là lần đầu tiên tài tử họ Phùng chịu xuất hiện trước truyền thông. Vậy nhưng, diện mạo của chồng cũ mỹ nhân họ Triệu hoàn toàn khiến netizen bất ngờ, xen lẫn nỗi thất vọng. Phùng Tiểu Phong diện phục trang chỉnh tề, đứng cạnh nữ chính Đồng Dao khi giới thiệu về tác phẩm mới. Tuy tài tử thi thoảng mỉm cười nhưng lại có vẻ hơi lơ đễnh, thờ ơ. Ngay cả khi Đồng Dao bước sang phải, anh cũng không để ý. Anh một mình đứng một góc khung hình, trong khi ba người còn lại xô về một góc để trả lời phỏng vấn. Phải một lúc sau, Phùng Tiểu Phong mới phát hiện ra sự đơn thương độc mã của mình, biểu cảm đầy xấu hổ, ngại ngùng. Tài tử lập tức nhích đến cạnh Đồng Dao góp vào câu chuyện. Trang QQ đánh giá, Phùng Tiểu Phong không giấu nổi vẻ già nua, xuống sắc, làn da cháy xệ cùng đôi mắt thâm quầng. Không chỉ vậy, ở một số góc chụp có thể cho thấy Phùng Tiểu Phong lộ căm nọng. Nhìn lại visual ngày còn ở thời kỳ đỉnh cao là biết Phùng Tiểu Phong giờ đây tàn tạ tới như nào. Có thể nói, biến cố trong hôn nhân cũng như tuổi tác là điều khiến cho tài tử họ Phùng thay đổi nhanh chóng. Đầu tháng 6, studio của Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ lịch trình hoạt động của nữ diễn viên. Theo đó, cô chỉ tham gia đúng 3 sự kiện, toàn bộ thời gian còn lại đều để trống. Chính vì điều này, người hâm mộ đều không biết nàng Sam Sam đang ở đâu, làm gì. Trong khi đang lo lắng cho Triệu Lệ Dĩnh, fan bất ngờ nhận ra anh họ của nữ diễn viên có động thái trên mạng xã hội. Trên Weibo, người này chia sẻ một đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh anh và bạn gái xuất hiện tại Thượng Hải, cùng nhau đi ăn và mua sắm. Điều đáng nói, từ trước đến nay, anh họ luôn là người sát cánh bên Triệu Lệ Dĩnh trong các hoạt động sự kiện và lịch trình cá nhân. Việc check-in tại Thượng Hải khiến nhiều người nghĩ rằng người này sẽ theo chân Triệu Lệ Dĩnh trở về nhà cũ để chăm sóc cho cậu con trai tưởng tượng. Báo chí cũng không ghi lại hình ảnh nữ diễn viên trở về Bắc Kinh, chứng tỏ một điều rằng suốt hơn một tuần qua, cô nán lại Thượng Hải để lo chuyện cá nhân. Bên cạnh đó, truyền thông Đài Loan cũng cho hay, nữ diễn viên Sở Kiều Truyện đang muốn tranh giành quyền nuôi con với Phùng Tiểu Phong. Cô muốn con trai được ở bên cạnh mình. Tin đồn này hiện chưa có bất cứ ai lên tiếng xác thực. Tuy nhiên, việc Triệu Lệ Dĩnh liên tục đi về giữa Bắc Kinh và Thượng Hải cho thấy cô luôn muốn dành nhiều thời gian bên con. Dù đã đừng ai nấy đi, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Tiểu Phong vẫn là tâm điểm chú ý của làng giải trí Hoa ngữ. Cả hai vướng vào vô số lời đồn ác ý, từ chuyện Phùng Tiểu Phong ngoại tình đến chuyện Triệu Lệ Dĩnh bị mẹ chồng gác bỏ vì không môn đăng hộ đối. Ngoài ra, netizen vẫn đặt câu hỏi về quyền nuôi con của hai vợ chồng. Dù rằng trước đó, theo thông cáo báo chí, cặp đôi sẽ cùng nhau chăm sóc cho cậu con trai tưởng tượng. Vậy nhiều blogger thảo tin trong giới lại cho rằng, giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Tiểu Phong đang có cuộc chiến căng thẳng, giành quyền nuôi quý tử.